Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Tiếp theo những cái món hàng mới nhất để phục vụ anh em cho audio, và đặc biệt là những người thích có cái sở thích là sưu tầm đồ độc lạ, thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu với anh em một con mic rất độc đáo và có thể là sẽ làm cho nhiều người rất là hài lòng về cái sự độc đáo của nó. Con mic đến từ hãng Electro Voice, rất là hiếm này. Trước giờ anh em nghe nhiều về loa, loa đồng trục, loa full range, kể cả loa thùng. Tuy nhiên là âm ly nó rất là ít, nó ít xuất hiện, nhưng mà đặc biệt là cái model này nó càng hiếm nữa nè. Thì cái con này Khôi ship về nó còn nguyên thùng luôn nè, cái thùng ở bên nó đóng về nên là ở trong lót rất là nhiều, giấy đồ rất là nhiều ha. Đó, rồi. Còn mấy cái thứ này nhiều luôn, thì Khôi để lại để cho anh em cũng xem được là cái cách họ đóng ở bên về. Cái thùng này này, cái thùng này là họ sẽ cắt theo cái kích thước của cái món hàng nhé. Rồi thì Khôi sẽ gỡ nó ra để anh em cùng xem bên trong nhé. Đó, Khôi sẽ gỡ nó ra. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ lấy dao lọc nó ra ha, anh em đợi Khôi trong giây lát này. Rồi anh em cùng xem, đây là cái ngoại hình của nó này, nhìn rất là sexy luôn này. Cái nắp tên là nó lộ hở anh em nha, mình nhìn có thể nhìn thấy được cái linh kiện ở trong luôn đó. Anh cùng nhìn này, hai bên là cái má gỗ, thì con này nó cũng không có nặng lắm. Đây tôi cầm lên cho em xem, rất đẹp luôn em ha. Gỗ ở ngoài nó là cái gì đó, nói chung là nhìn rất là tuyệt vời luôn đó, có cái gì đó rất là độc lạ ha. Rồi bây giờ mình nhìn vào cái mặt của nó đây nè, Electro Voice ha, cái model của nó là EV1277. Thì nhớ lại điểm lại những cái con mình đã bán đó, tôi cũng bán vài con rồi, thì mình chỉ dừng lại cái mức là 11 thôi. Có nhớ không nhầm là 1118 anh em. Còn đây là cái đời số 2 là lớn hơn, công suất lớn hơn ha. Rất là tuyệt vời. Đó. Nó có radio luôn nha anh em. Đây này. Có cái radio ở trên này này, FM108 này, FM cho có AM ha. Rồi, tuân lên phần ở đây này. Đó. Rồi thì cái âm đi cổ này nó cũng đều đầy đủ chức năng là bass chép này, CT mono để lau nét có đầy đủ nha. Đó. Đây rất đẹp anh em. Đây này. Đó, các cái thông số nằm ở dưới nha, cái tem nằm ở dưới, tí Khôi sẽ đặt lại anh em xem sau. Rồi nhìn qua cái đít đi này, đó anh học thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà chơi đâm rất là hay. Khôi đã test rồi chứ không phải là chưa test nha, test rồi nên mình thấy được cái hay của nó, thì Khôi sẽ nói cho anh em nghe nhé. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để anh em cùng xem được cái phần linh kiện bên trong nha. Đây rồi anh em, Khôi đã tháo cái nắp sắt nó ra nè. Đó, cái nắp sắt mình kéo ra sau ha. Thì đây anh em nhìn nè, linh kiện cũng dây đặc anh em, chứ không phải không có ha. Rồi Khôi rút cái dây ra, quên nè. Em thấy cái nguồn dây còn độc đáo không? Nhìn là biết đồ mị rồi nè. Đây có cái logo của Electro Voice luôn nè. Đó, phía sau này có thể là mình cắm thêm cái nguồn khác này, là nối nguồn á nha. Rồi ok, bây giờ mình nói về cấu hình của nó nè. Thì đây là cái dòng xuất âm biến thế nè. Con này xuất âm biến thế nha. Biến thế nằm phía trong này nè, anh em thấy nè, đây xuất âm biến thế và kích tên lửa luôn, xuất âm biến thế kích tên lửa sò sắc bên nít anh em nha, sò sắc bên nít. Thì những cái dòng này á, đây cái tù nằm ngược phía dưới này, tù nằm ở dưới này, tù này là tù mị, ta cao cấp mấy tù nhỏ đây, tù của cái hạng gì mà Wazer, Waller gì đó. Nói chung là mình cũng không quan tâm lắm, nhưng mà các cái linh kiện cao cấp rồi, chassis to là toàn bộ chân vàng anh em, chân vàng nha, chân vàng này, tất cả đều là chân vàng hết. Thì nó cũng có hình tương tự cái con nhỏ, đời nhỏ, nhưng mà đây là đời bản nâng cấp nên nó có cái công suất lớn hơn nữa nè. Đây nè, đây là cái tem ha. Còn cái này là radio này, người ta có nối thêm một cái dây này từ bên này qua để bắt sóng radio này. Nhiều lúc người ta hỏi cái dây gì thì mình nói luôn cái này cái này có cái dắt cắm ha. Rồi thì có sẽ đặt lên đây nên cùng xem cái đít ở dưới, cái thông số nằm ở dưới nha. Đây Electro Voice 1127 ha, điện sử dụng 110-120 đó. Công suất của nó là 72W. Thì dòng xuất âm biến thế mà 72W là cũng khá lớn rồi, chứ nó không nhỏ nè. Made in USA. Con này thì đánh được AR2, AR4 thì quá hay rồi, AR2 đánh được luôn nè. Cũng như các dòng loa đồng trục full range.
anh em có thể trải nghiệm với nó, cho nó cực kỳ hay luôn. Và đặc biệt là anh em nếu mà anh em có các cái dòng loại Electro Void bass 3 tấc 4 tấc á, đến vô tư luôn. Tại vì ngày xưa anh em biết sao không, Khôi cũng đã bán cái con này. Và những khách mua á, họ đến với các cái dòng loại đồng trục Electro Void bass 3 tấc 4 tấc rất là hay. Đó, rất là hay luôn. Lúc mà mình bán thì không có, nhưng mà những người khách mua về họ đến với nó, họ tìm hiểu, họ thấy được một cái gì đó, là có nghĩa là cái ngày xưa á, cái hãng này sản xuất ra để phục vụ cho các cái đôi đồng trục Finger của hãng. Đó, nên là họ thấy được cái điểm mạnh điểm yếu của nó nhá. Rồi anh em có thể tham khảo thêm để mà mình thấy được nhiều cái điều hay và độc đáo nằm ở con đi này. Tôi trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đã soi biết buồn. Ba tháng hậu phương yên bình.
Nói chung là mình chỉ cần nghe qua một đoạn thôi, phần nào đó mình cảm nhận được anh em bass rất là lực luôn, thật sự là lực, đánh R4 R2 là vô tư, đánh vèo vèo luôn. Tại vì lúc trước cô đã ghép rồi nè, ghép cái con nhỏ hơn với cái cặp R4 rồi nên hôm nay cô không ghép nữa. Còn nếu mà anh em nào muốn muốn nghe thử thì Khôi phải sẵn sàng phục vụ anh em ha. Rồi về cái cặp loa mà Khôi đang lúc đầu Khôi tính ghép với cái cặp tán bờ, nhưng mà sau thì Khôi lại đổi cái cặp loa lớn hơn, cái cặp loa Đức này là Hecco mà bác 25 á, để anh em cùng nghe cho nó rõ hơn. Thì cái cặp loa thì Khôi cũng đã có cái clip giới thiệu ngày hôm trước rồi đó. Còn con âm ly thì hôm nay Khôi bán với cái mức giá là 10.500.000. Thì nhiều người sẽ cho rằng cái mức giá nó cao, nhưng mà những ai mà tìm hiểu mà thấy được cái giá trị đích thực của nó thì anh em sẽ rất hài lòng với em. Riêng cá nhân của Khôi dám khẳng định với em, Khôi đang có rất nhiều Fisher, cả chục con Fisher, nhưng mà Khôi khẳng định với em là nếu mà so sánh với Fisher với 250TX hoặc là so sánh với Fisher thì nó ăn đứt luôn anh em. Giá thì nó rẻ hơn nhiều Fisher 250TX, bây giờ 17-18 triệu, hoặc là Fisher 500T hay là 400T thì nó cũng là 16-17 triệu rồi. Nên anh em mà quan tâm đến cái chất âm hay là quan tâm đến cái... Rồi Khôi vừa test thử chất âm rồi nè. Thì nói chung là nghe qua một đoạn nhạc thôi, phần nào đó những người mà yêu âm nhạc có chuyên môn thì chắc chắn sẽ hình dung được cái chất âm và khẳng định đây là một âm ly hay. Và bên cạnh đó nó rất là khỏe, đánh được AR4, AR2. Những cái năm trước, những clip trước Khôi đã ghép rồi nè với AR4, AR2 rồi, nên hôm nay Khôi không ghép mà Khôi cố tình ghép với một cái cặp loa khác, Bass 25 ba đường tiếng, đó là cặp loa Hecco nè, SM640, để anh em cùng nghe thử cho rõ ràng hơn, mình có thêm nhiều sự lựa chọn. Thì những ai mà muốn nghe lại AR4, AR2 thì Khôi vẫn sẵn sàng phục vụ nha. Nhưng mà với cá nhân của Khôi là Khôi khẳng định với anh em là đánh được. So với các dòng Fisher, kể ví dụ như 250T Khôi đang có thì chắc chắn nó khỏe hơn. Với 200T thì bỏ xa luôn anh em nha. Đó, kể cả là 400T hay là 500T. Nhưng mà có một điều cái là cái con này nhược điểm của nó là size nhỏ và nó lạ quá, nhiều người không có cơ hội để so sánh nó. Nhưng mà thực tế khẳng định với anh em là hay bỏ xa tầm tìm. Rồi cái mức giá là 10.500.000 thì chắc chắn sẽ có nhiều người nói cao nói thấp, nhưng mà đây là con năm đi có ship từ eBay về, tốn kém rất là nhiều, mua bằng tiền đô, ship bằng máy bay, tiền thuế, tiền vân vân các thứ, nhưng mà bù lại là chất âm nó tuyệt vời. Anh em cứ thử một lần, nếu mà con nói sai thì con nghỉ bán audio luôn. Nói vui thôi chứ đáng chơi, đáng sưu tầm anh em nhé. 10.500.000 anh em chuyển khoản đủ, Khôi vẫn bao ship tận nơi. Còn yêu cầu ship code ở COD cọc trước Khôi 30%, ở Sài Gòn thì ghé lấy hoặc giao tận nhà đều được. Rồi một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Rất mong là tất cả mọi người sẽ đăng ký kênh, ủng hộ kênh giúp Khôi, cũng như là chia sẻ về trang cá nhân nếu mà anh em có xài Facebook với Zalo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.